Chào mọi người. Ở trong cái video này thì đây chính là hai cục sạc pin dự phòng cho điện thoại. Và ngoài cái việc mà nó sạc dự phòng cho điện thoại ấy, thì nó còn rất là nhiều chức năng nữa mà không biết là các bạn có biết hay không. Về bản chất của những cái pin sạc dự phòng này thì nó là cái loại pin tích điện. Mà đã là điện thì nó có thể sử dụng cho nhiều những cái thiết bị điện khác nhau. Nhưng mà đối với những cái cục sạc pin dự phòng như này thì thông thường nó sẽ cho ra cái mức vôn là 5V để sạc cho điện thoại, thay thế cho cái cục sạc điện thoại cắm 220V khi mà các bạn lưu động. Và muốn sử dụng được những cái cục sạc này để làm cho những cái nguồn nuôi cho những cái thiết bị khác, ví dụ như là đèn chiếu sáng hay là một số những cái việc lưu trữ điện cho camera, wifi hay là rất là nhiều những thứ khác sử dụng với điện áp. Nhưng mà nhiều thiết bị đó thì nó lại sử dụng với cái điện áp là khoảng ví dụ như là 9V hay là 12V hay là 15V hay là 19V, hoặc là thậm chí những cái nó có thể chạy lên tới trên 30V. Thì đối với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tận dụng những cái cục sạc dự phòng này có sẵn và biến nó thành một cái bộ tích trữ điện để sử dụng cho nhiều thiết bị khác. Và để lấy được cái điện áp là từ những cái quả pin sạc dự phòng này ra sử dụng cho các thiết bị khác thì chúng ta sẽ cần có một cái dây USB. Dây USB này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cáp nào có sẵn, hoặc là chúng ta có thể cắt ra như này. Ở đây mình đang có một cái cáp như này. Thì nó sẽ có hai cái dây đỏ đen là dây ra dương. Đỏ là dương 5V và đen là âm 5V các bạn. Khi mà chúng ta cắm như này là chúng ta đã có một cái nguồn điện 5V này. Đó, và các bạn có thể sử dụng cái nguồn điện 5V này cho rất là nhiều những cái thiết bị 5V khác nếu như nó chạy với 5V với công suất là khoảng tầm 2A trở về, hoặc là tùy theo cái loại mà cái cục pin dự phòng này của các bạn cho phép chạy, ví dụ là 2A hay là 3A các bạn nhé. Đó. Về nguyên bản thì tất cả các cái pin sạc dự phòng này khi mà nó có sạc nhanh hay không sạc nhanh, khi mà chúng ta lấy cái điện áp này ra, chưa kích hoạt gì hết thì lấy điện áp này ra nó chỉ là 5V thôi. Và cái mức 5V này nó có thể là 5V 2A hoặc 5V 3A. Đó, thì đối với cái nguồn 5V này thì chúng ta cũng không thể sử dụng cho những cái thiết bị mà nó có chạy điện cao hơn, ví dụ như là 9V này hay là 12V này. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng để mà tích trữ điện cho một cái bóng đèn ắc quy, ví dụ như này, bóng đèn 12V này các bạn này. Đó, khi mà mất điện chẳng hạn thì các bạn sẽ lấy cái điện áp này cũng không thể chạy được. Đây, mình ví dụ đây là cái bóng đèn 12V. Khi mà các bạn cấp 5V cũng không thể chạy được. Và muốn chạy được thì rất là đơn giản thôi. Cái công nghệ bo mạch và module bây giờ thì nó rất là nhiều. Ví dụ như ở đây mình đang có này, là một cái bo mạch tăng áp. Cái mạch tăng áp này nó có cho phép cái tăng áp cái điện áp từ 3V 7 cho đến khoảng 12V. Nó có thể tăng lên tới trên 40V. Vì vậy mà các bạn có thể điều chỉnh cái ngưỡng là ra từ 5V cho đến tận 40V để dùng cho các cái thiết bị khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn nó cho ra cái điện áp là khoảng 9V nuôi cho wifi, hay là 12V nuôi cho wifi, hoặc là 12V cho cái bóng đèn tích điện, hay là nhiều cái mục đích khác, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho chạy thử cho các bạn thấy nhé. Với cái việc mà không phải sạc điện thoại thì đối với những cái việc này cũng rất là hay và cần thiết. Chúng ta chỉ cần có một cái module này thôi. Và cái module này là module tăng áp. Thì với cái giá thành của nó cũng rất là rẻ thôi. Các bạn có thể lên Shopee hoặc là một số những cái sàn điện tử khác chúng ta tham khảo nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối và cho các bạn thấy rằng cái những cục sạc điện thoại dự phòng như thế này nó cũng rất là hữu ích ngoài cái việc sạc điện thoại ra. Với cái module tăng áp này thì nó sẽ có bao gồm là 4 cái chân để chúng ta kết nối, bao gồm là chân in trừ và in cộng này, tức là cái điện áp đầu vào âm và điện áp đầu vào dương. Còn đối với đầu output này, nó ký hiệu là out này, thì nó là output này này, là điện áp ra âm, và điện áp out cộng này là điện áp ra dương các bạn nhé. Thì ngoài ra thì chúng ta muốn tăng giảm cái điện áp thì chúng ta sẽ phải có một cái biến trở chỉnh hoặc là cái chiết áp đó thì các bạn, để các bạn có thể tác động điều chỉnh. Thì ở đây nó sẽ nằm ở đây là cái biến trở này. Chúng ta sẽ xoay cái biến trở này thì nó sẽ điều chỉnh cái điện áp đầu ra này tăng hoặc giảm tùy theo ý muốn. Điện áp ra tối đa là khoảng tầm hơn 40V các bạn nhé, đối với cái mạch điện này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ kết nối cái nguồn 5V này từ các cái quả pin, pin nào cũng vậy, pin sạc dự phòng nào cũng vậy. Chúng ta sẽ kết nối này, âm vào âm và dương vào dương của bo mạch này. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàn. Sau khi hàn xong thì nó sẽ như thế này. Và bây giờ mình sẽ kết nối cái quả pin dự phòng này để tiến hành điều chỉnh cái điện áp ra theo ý muốn. Bây giờ mình muốn sử dụng cái quả pin này để mà chạy cho cái bóng đèn này là 12V. Thì mình sẽ điều chỉnh cái điện áp này ra 12V các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ có một cái đồng hồ. Đồng hồ này sẽ đo cái mức điện áp đầu ra và mình sẽ chỉnh cho cái đầu ra của cái module này ra 12V để sử dụng cho các thiết bị 12V. Đây, nguyên bản của nó thì nó sẽ ra là 4.7V này.
các bạn sẽ tiến hành điều chỉnh ở đây. Mình sẽ điều chỉnh cho nó ra 12V nhé. Cái biến trở này là cái biến trở điều chỉnh vi chỉnh, cho nên là các bạn sẽ phải vặn rất là nhiều vòng. Và như thế này mình đang đặt ngược này là sẽ xoay ngược kim đồng hồ, là điện áp sẽ tăng lên này. Đây các bạn thì thấy rằng là điện áp đang lên là 12.2V này. Mình sẽ đặt ở ngưỡng này đi. Đó, hơn 12V. Khi mà chưa có thiết bị thì cái cục sạc pin dự phòng này các bạn sẽ tắt nhé. Và mình sẽ nhấn cái nút nguồn nó sẽ mở lên này. Đây. Bây giờ thì các bạn có thể tiến hành lấy cái điện áp này ra để mà nuôi cho một cái thiết bị, ví dụ như là cái bóng đèn 12V ắc quy này. Đó, các bạn thể thấy rằng là sáng luôn này. Đó. Chắc chắn là sẽ có nhiều người hỏi rằng là khi mà chạy như này thì cái quả pin sẽ nuôi được cho cái bóng đèn này là bao nhiêu. Thì cái bóng đèn này nó còn phụ thuộc vào cái công suất các bạn nhé. Phụ thuộc vào công suất. Ví dụ như bóng đèn này có công suất là 12W chẳng hạn, và cái pin này của các bạn mà nó có công suất lên tới khoảng tầm 37W, ví dụ là 10.000mA với cái điện áp thông dụng là 3.7V, thì các bạn nhân ra nó khoảng là 37W. Và các bạn lấy 37W chia cho cái công suất của bóng đèn này thì nó cũng sẽ ra gần tương đương với cái số giờ mà các bạn chạy. Và mình nhận thấy rằng là nó cũng chạy với thời gian cũng phải được vài giờ đồng hồ các bạn. Với thời gian này cũng rất là tốt rồi, rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng với vài giờ đồng hồ khi mất điện như này, chạy từ 8 giờ cho đến 10 giờ hoặc 11 giờ để mà thì nó cũng đã rất là hữu ích rồi. Cái module này mình sẽ chỉnh lên để chạy cho cả một cái dàn đèn LED này. Cái đèn LED này nó sẽ chạy với điện áp khoảng tầm trên 30V. Và các bạn thấy rằng rất là nhiều bóng đèn LED như này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm sáng bóng đèn LED này lên, cũng như là đo cái dòng ăn của cái thiết bị này ở cái nguồn 5V này xem là bao nhiêu, để tính xem là cái thời gian chạy được khoảng bao nhiêu giờ các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lại tiến hành đo cái điện áp này. Với cái bóng đèn kia của mình thì nó chạy khoảng tầm trên 30V, thì mình sẽ điều chỉnh cái điện áp này cho nó ra trên 30V. Đây nó đang là 12V rồi. Và các bạn cứ điều chỉnh như vậy cho tới khi nó ra tới khoảng 33V đi. Mình đã điều chỉnh cho nó ra được là 33V rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái thanh đèn LED này cho nó sáng cho các bạn thấy nhá. Đèn LED này nó cũng sẽ có âm và dương, thì bây giờ mình sẽ đấu nối này vào cái mạch điện này. Đây chỉ là một trong những cái chức năng mà chúng ta có thể khai thác từ những cái viên pin sạc dự phòng cho điện thoại các bạn nhé. Thì đây các bạn có thể thấy rằng là cái đèn LED của mình đây đang sáng đây. Và sáng bằng chính cái cục sạc pin dự phòng. Đây là đèn LED đây. Đó, các bạn có thể thấy rằng nó cũng rất là sáng. Ở đây là nó đang, cái điện thoại của nó sẽ đang tự động điều chỉnh ánh sáng khi quay, cho nên là các bạn nhìn thấy được cái mắt này. Còn trên thực tế thì ở bên ngoài nó sẽ sáng hơn tương đối là nhiều. Đây. Đó. Đó, các bạn có thể thấy rằng rất là sáng này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử cái dòng ăn khi mà chạy ở cái đường nguồn 5V đầu ra nhé, để tính cái công suất xem rằng là cái bóng đèn này của mình tiêu thụ bao nhiêu, cũng như là sẽ tính thử xem cái này nó sẽ chạy được khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ các bạn nhé. Đối với cái pin dự phòng này thì nó có rất là nhiều loại, ví dụ như là loại 5.000mAh hay là 10.000mAh hoặc là 20.000 hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Thì cứ cái số dung lượng nó càng lớn thì các bạn sẽ chạy được càng nhiều, bởi vì nó sẽ chứa được càng nhiều điện. Ví dụ như loại này của mình đang là 10.000mAh này, 10.000mAh. Và cái công suất của nó thì nó sẽ đạt khoảng tầm, đây các bạn thể thấy rằng nó sẽ đạt khoảng tầm 36W giờ các bạn nhé. Đạt khoảng 36W giờ. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử cái dòng này xem là nó sẽ ăn bao nhiêu ở cái nguồn đầu ra 5V. Mình sẽ cấp nguồn này. Và mình sẽ có một cái đồng hồ đo dòng. Đo dòng này. Đây, các bạn có thể thấy rằng dòng của nó là ăn 0.6A, rất là ít, 0.6A. Đó, ở nguồn 5V nhá. Đây là 0.6A này.
0.6A này, đấy, các bạn sẽ lấy 0.6 nhân với 5 thì nó sẽ ra công suất của cái bộ đèn LED này, cả bao gồm tiêu hao trên cái mạch điện này. Và chúng ta sẽ lấy cái công suất là 36W này chia cho cái công suất mà chúng ta vừa nhân đó thì nó sẽ ra cái số giờ 0.6A này. Đây mình sẽ chỉnh ví dụ là 1A nhé. Đó, ví dụ mình chỉnh là 1A này. Thì các bạn sẽ lấy cái ampere nhân với cái số vôn đầu vào này này. Đầu vào này chính là 5V. Thì bây giờ mình sẽ nhân cho các bạn thấy 1A nhân với 5V thì nó sẽ bằng 5W. Công suất của nó sẽ là 5W. Và 5W thì các bạn sẽ lấy cái công suất của pin này, nó chạy được là 36W. Thì các bạn sẽ lấy 36 chia cho 5 bằng 7,2 giờ. 7,2 giờ này là đấy là hiệu suất 100%. Còn đối với việc đi qua cái module này thì hiệu suất nó sẽ không còn là 100% nữa, mà hiệu suất của nó sẽ có thể là 90% đến 95%. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhân với là 90% đi các bạn. 90% thì các bạn sẽ nhân với 0,90 thì nó sẽ ra là 6,48 giờ. Mình lấy tròn là 6 giờ đi. Thì đối với việc 6 giờ đồng hồ khi mà các bạn chạy với một cái bóng đèn LED rất sáng như thế này, với cái pin dự phòng, thì các bạn thấy rằng là cái việc này nó rất là tối ưu, đúng không? Dùng được cho rất là nhiều việc chứ không phải đơn giản đâu. 6 giờ đồng hồ thắp, các bạn thấy rằng là nó cũng kinh ngạc hay chứ. Đó, và ngoài cái việc này ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cho nhiều cái mục đích khác, wifi hay là một số những cái thiết bị như camera theo dõi khi mất điện thì nó cũng sẽ theo dõi được. Và mình cũng đã làm một cái video tương tự như vậy. Thì nhiều anh em nói rằng khi mất điện thì lấy đâu ra wifi mà quay. Thì cái camera wifi bản chất của nó là có mất điện ấy, không có wifi thì nó vẫn lưu vào thẻ nhớ các bạn nhé. Và chúng ta vẫn trích xuất từ thẻ nhớ ra được. Nhiều anh em thì không biết rằng là cứ mất điện coi như là cái camera wifi là coi như mất tác dụng. Đó, thì nó chỉ mất tác dụng là chúng ta theo dõi thôi, nếu như không có mạng. Còn đâu nó vẫn lưu các cái video quay được khi mà nó lưu vào trong cái thẻ nhớ và chúng ta sẽ trích xuất ra được. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái mà điều rất là hay mà chúng ta có thể tận dụng từ những cái cục sạc dự phòng điện thoại này. Và cái video này thì mình chỉ nêu lên một vài cái ý tưởng thắp bóng đèn hay là những cái việc đơn giản này thôi. Còn có thể là nhiều những cái hữu ích khác thì anh em cũng có thể biết và để lại những cái bình luận góp ý ở bên dưới. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.